Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video này của mình. Nè, đó, hôm nay có sự góp mặt của Maggie. Sau khi mình đăng cái video mà tại sao chúng ta nên dừng lại đó, thì đã có một bạn nhắn tin cho mình. Bạn đã nhắn với mình là Bảo ơi, bạn làm chúng ta nên làm gì sau khi chia tay đi. Thì mình thấy đây cũng là một gợi ý hay á, tại vì dạo này mình cũng đang hứng thú với những chuyện tình cảm yêu đương một chút. Nên là hôm nay chúng ta sẽ bàn về ba điều chúng ta nên làm sau khi chia tay nhé. Lý do tại là sao lại là 3 mà không phải 5 hay là 7? Bởi vì mình nghĩ là sau khi chia tay rồi á thì mình cũng đã có một câu chuyện khá dài rồi, và bây giờ mình cũng không thể nào mà ép mọi người phải làm thật nhiều lần, tại vì mình làm nhiều không tấm chí mà làm nhiều nữa, đúng không? Nhiều khi các bạn chỉ coi video này xong rồi các bạn lựa chọn một vài điều nào đó thấy mình thích hợp để làm thôi. Nên là mình đã suy nghĩ chọn lọc ra 3 điều mà mình nghĩ là có ích nhất đối với các bạn để chúng ta có thể hồi phục được tinh thần sau những cái sang chấn tâm lý. Mình nghĩ là vì phần hình của mình không được bắt mắt cho lắm nên là đa số các bạn sẽ xem video trong lúc rảnh này, hoặc là chúng ta sẽ vừa tắm vừa mở YouTube lên để coi video, nên là hôm nay mình sẽ vừa gọt thơm vừa chia sẻ vấn đề đó nhé. Chia sẻ một chút tại sao lại là thơm mà không phải cái cây nào khác, thì đó là ăn thơm tốt cho sức khỏe nè, với lại mình thích ăn thơm nữa. Chia một cái mẹo nhỏ cho các bạn, đó là nếu như bạn chọn thơm để ăn thì nên chọn những cái thơm mà cái mắt nó thư ra như vậy thì nó sẽ ngọt hơn là những cái thơm dày nhé. Còn cái thơm dày thì nó sẽ chua hơn, phù hợp cho chúng ta nấu canh chua hơn. Mình nghĩ là việc đầu tiên mà chúng ta cần làm sau khi bị phản bội đó, đó là chúng ta nên hét thật to, kiếm một vòng nước tắm hét thật to lên, hoặc là khóc một trận thật đã, hoặc là kiếm bạn bè chơi đi nhậu nhẹt. Còn nếu như mà mình không thích những điều hơi ảnh hưởng sức khỏe thì chúng ta nên đi tập gym nè, đi vận động để cho mồ hôi cơ thể thoát được hết ra, thì như vậy những cái buồn phiền nó cũng sẽ theo cái mồ hôi đó chảy ra ngoài. Tại vì những cái bực dọc trong người nếu như mà mình có tích tụ lại, mình không chia sẻ nó với ai thì mồ hôi nó sẽ thành một cái gì đó rất là gánh nặng, và nó sẽ đè nén cái tâm hồn của mình, nó sẽ làm cho chúng ta luôn luôn nghĩ về cái sự phản bội đó, và chúng ta sẽ luôn luôn bị dằn vặt, sẽ thường xuyên bị dằn vặt bởi vì cái cảm giác bị phản bội đó. Nó khiến cho chúng ta cảm thấy đau khổ là một phần rồi, nhưng mà phần khác nó khiến cho chúng ta cảm thấy là chúng ta thật là một người thất bại. Chúng ta đã thất bại trong chuyện tình cảm rồi, nhưng mà thực sự các bạn ạ, cái sự mà thất bại nó cũng mang tính tương đối lắm. Nhiều khi là thất bại của các bạn nhưng mà lại là thất bại bây giờ thôi, nhưng mà sau này nó sẽ thành một cái dấu ấn, một cái sự thành công nhất định. Khi mà chúng ta vận động rồi thì mình sẽ quên đi được cái việc đó, tại vì cơ bản thôi mình sẽ quên đi được nhất thời á, tại vì chúng ta có việc để làm rồi thì mình sẽ không có suy nghĩ nhiều tới nó nữa. Sau đó, sau khi mà đã tinh thần đã thoải mái rồi á thì chúng ta sẽ bước tới bước thứ hai, đó là mình nên suy nghĩ nghiêm túc lại về cái mối quan hệ của mình. Xin lỗi các bạn một chút là chỗ mình quay người ta đang làm đường á, nên là lúc mà mình edit mình sẽ cố gắng lọc cái tiếng có thể, nhưng mà nhiều khi nó một lọt vô nên là các bạn thông cảm nhé. Điều kiện mà dẫn tới sự phản bội ngay đầu tiên đó là chúng ta cần một mối quan hệ được xây dựng giữa hai người. Và đương nhiên trong một mối quan hệ thì lúc nào người ta cũng đòi quyền lợi hết, không phải là tình yêu thực dụng hay là gì, nhưng mà mối quan hệ thì lúc nào cũng cần quyền lợi. Mình phải cho đi thì mình có thể nhận lại, không nhất định là mình phải cho đi nhiều đâu, nhưng mà các bạn cho đi thì mới nhận lại thì cái mối quan hệ mới hình thành. Điều thứ hai mình cần đó là một lời hứa, một sự giống như là kiểu một loại hợp đồng ấy, nhưng mà hợp đồng này có thể là bằng văn bản hoặc là bằng miệng giữa hai người. Thì khi mà một trong hai người không thực hiện theo đúng cái hợp đồng bằng miệng đó nữa, theo cái lời hứa đó nữa, thì cái sự phản bội nó mới xuất hiện. Nếu như mà sự phản bội xuất hiện ở đây á thì có thể có một trong hai lý do. Một là do lợi ích của hai bên không có được cân bằng, có nghĩa là các bạn nghĩ là các bạn đã cho đi đủ rồi, nhưng mà thực sự á là bên kia, bên đối phương người ta vẫn thấy thiếu. Thường thường á, khi một người thứ ba xuất hiện thì người đó sẽ là một người ưu việt hơn và bù đắp vào cái khoảng trống, cái khoảng thiếu sót trong mối quan hệ giữa hai bạn. Ví dụ như mối quan hệ của hai bạn hình thành trên tư tưởng đó là một lúc là tranh hai trái tim vàng á, thì người thứ ba kia đó chính là một cái, đó chính là bạn thực sự. Họ có không phải là túp lều tranh nữa, họ có tiền, họ có nhà, có cửa để cho đối phương một cuộc sống thoải mái hơn về vật chất. Mặc dù bạn nghĩ là có phải là có tiền là hạnh phúc hay không, có nhiều tiền thì hạnh phúc, hoặc nhưng mà thực sự thì người ta thường thiếu cái gì người ta sẽ tìm kiếm cái đó, đúng không? Với lại trong một khi mà các bạn đã trong một mối quan hệ rồi đó, thì các bạn sẽ nhiều lúc mình sẽ bị thói quen á, mình không có biết là đó là những cái điều tốt đẹp mà đối phương mang lại cho mình đâu, mình sẽ nghĩ đó là những điều mặc nhiên, đương nhiên mà đối phương kia phải đem lại. Sau đó mình sẽ xuất hiện cái cảm giác là mình sẽ muốn đi tìm kiếm những cái thứ mà mình đang còn thiếu. Ví dụ như thiếu tiền bạc thì mình sẽ đi tìm tiền bạc, thiếu tình cảm thì mình sẽ đi tìm tình cảm, đúng không?
người con trai đi, bạn dành hết thời gian đi làm thêm để có thể mua cho cô ấy những món mà cô ấy thích, mua mỹ phẩm cho cô ấy, tới sinh nhật thì có quà cáp này kia. Nhưng mà bù lại thì bạn sẽ không có thời gian để cho dành cho cô ấy những lúc cô ấy buồn nè, hoặc là những lúc cô ấy tới ngày chẳng hạn đó xong rồi bị đau bụng này kia, nhưng mà lại là một người khác ở bên cạnh người con gái ấy những lúc đó chứ không phải là bạn. Bạn chỉ cho cô ấy những cái nhu cầu về vật chất thôi thì cô ấy sẽ bị thiếu cái tinh thần. Và có nhiều người á, người ta còn không có biết được là cái tình cảm đó dành cho bạn á là sự cố gắng như bao nhiêu đâu. Người ta nghĩ đó là một điều đương nhiên, ừ đúng rồi, hai người quen nhau thì con trai phải cho con gái như vậy thế này thế kia. Nên là cô ấy đi tìm kiếm một cái sự mới mẻ hơn, cô ấy tìm kiếm cái sự quan tâm từ một người đàn ông khác, rồi bạn bị phản bội vậy thôi. Nên là điều thứ hai, bạn cần nhìn lại chính bản thân của mình, xem là trong mối quan hệ đó mình thiếu sót cái gì để mà mình lại đánh mất cái con gái mà mình yêu quý đó. Mình dần hoàn thiện hơn về cái mảng đó. Cái mối quan hệ này nó qua đi rồi thì mình sẽ không đi qua được nữa. Thường thường các bạn sẽ nghĩ như vậy đúng không? Nhưng mà đó là do chưa tới thời điểm thích hợp thôi. Sau khi mà trải qua cái lần này rồi thì các bạn sẽ bị tổn thương, sẽ đề cao cảm giác hơn với những người khác. Nhưng mà khi duyên đến thì mình vẫn cứ phải yêu thôi. Tại vì biết đâu đó một ngày đẹp trời nào đó sẽ có một gái từ đó thanh lân xuất hiện chẳng hạn. Ví dụ như mà mình thiếu vật chất á, thì vật chất thì không thể nào vội vàng được đúng không? Mình cứ cố gắng, mình đừng lười biếng, mình cố gắng từng ngày rồi thành công sẽ đến với mình thôi. Còn nếu như mà các bạn thấy là trong mối quan hệ của mình thiếu sự quan tâm và tình cảm á, thì nhiều lúc mình cũng phải chấp nhận. Tại vì ở cái độ tuổi mà từ 20 đến dưới 30 tuổi á, thì thường chúng ta sẽ phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Nếu như mà mình chọn sự nghiệp rồi á, thì mình mới có tiền được, thì sau này mình mới có thể lo lắng cho người yêu của mình được, lo lắng cho cả gia đình của mình được chứ. Tại vì mình đâu phải là chỉ có yêu đương không mà sống được đâu. Các bạn nên cố gắng, thật là cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn, mình kiếm được một công việc tốt, có nguồn thu nhập tốt, mình lo được cho gia đình của mình, thì lúc đó tự giác những người con gái tốt hơn cũng sẽ đến với bạn, như kiểu là mấy tầng nào mấy tầng đó vậy đó. Điều thứ ba đó là nếu như mà mình bị phản bội rồi á, thì mình không thể nào nói các bạn phải giữ cái người con gái ấy làm bạn được. Nhưng mà dù sao các bạn cũng nên bình tĩnh đó, là nếu như được á thì chúng ta nên unfollow nhau trên Facebook. Tại vì cái cảm giác khi mà bị phản bội xong rồi hôm nào mình cũng thấy người kia up lên những câu chuyện tình cảm yêu đương, hoặc là những câu xin lỗi ngớ ngẩn như kiểu em xin lỗi vì đã không dành cho anh được này kia, rồi chúng ta là sai người sai thời điểm rồi này kia á, thì mệt mỏi lắm, nó đau lòng, nó phiền phức lắm. Thôi cứ mình cứ unfollow đi, còn không mình hủy kết bạn luôn đi. Tại vì người ta cũng đã phản bội mình rồi thì người ta cũng không có nhu cầu làm bạn của mình nữa đâu. Có rất là nhiều bạn sau khi mà trải qua một mối tình tan vỡ vì lý do một trong hai người phản bội á, thì các bạn bắt đầu lên mạng bóc phốt nè này kia, nhưng mà làm vậy để làm gì đâu. Tại vì chuyện tình cảm mà vốn dĩ không áp đặt được, mà nhiều khi mình bóc phốt như vậy á thì chỉ chứng tỏ ra là mình là một người yếu đuối mà thôi. Mình nói chung là cuộc đời này còn dài lắm, còn nhiều chuyện mà nó có thể xảy ra, nó mang cái sự ảnh hưởng lớn hơn nữa, chứ đâu phải là chỉ có phản bội không đâu. Thì mình cứ bình tĩnh thôi, từ thì cái chuyện gì nó cũng sẽ đi qua. Tại vì mỗi người đến với cuộc đời của bạn đó, nó đều mang một cái sứ mệnh nào đó. Họ sẽ mang lại cho bạn niềm vui, nỗi buồn, hoặc là họ sẽ giúp bạn nhận ra giá trị của bản thân mình đang ở đâu. Nhiều khi các bạn không bị phản bội thì các bạn không biết là mình tại sao mình lại thiếu sót cái mảng đó đâu. Các bạn nghĩ là mình đã hoàn hảo rồi, hoặc là mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà cái nỗ lực đó nó vẫn chưa đủ, chưa có đáp ứng được cái kỳ vọng của đối phương mang lại cho bạn. Đã như vậy rồi thì mình nên chấm dứt mọi mối quan hệ, follow nhau trên Facebook, bỏ follow Instagram, Insta nè, rồi những cái mạng social khác, mình bắt đầu mở lòng mình ra hơn. Thật ra nếu như mà vừa mới bị phản bội mà mình mở lòng ra liền thì nó cũng khó đúng không? Ta không biết muốn gặp gỡ hay là trò chuyện với ai hết thì làm sao mà kêu mình mở lòng ra được. Nhưng mà từ từ qua một thời gian thì vết thương nào thì nó cũng sẽ lành thôi. Tại vì cái câu chuyện phản bội ở đây mình nói đó là khi hai bạn chỉ mới yêu nhau thôi, mình chưa có bị ràng buộc gì về pháp lý hoặc là con cái hoặc là gia đình xã hội, nên là mình cứ yêu thôi, nó như là một trải nghiệm của tuổi trẻ vậy. Thì mình còn trẻ mà, nên là có quyền mình mắc sai lầm, mà không phải là tuổi trẻ không đâu, mình là con người mà, con người ai cũng có sai lầm. Đó là ngay từ đầu là do sự lựa chọn của mình đã sai thôi, hoặc là mình lựa chọn đã đúng, nhưng mà cái quá trình mà mình nuôi dưỡng cái mối quan hệ đó nó lại sai, thì nó sẽ là một cái bài học kinh nghiệm quý giá cho mình. Sau khi mà cắt đứt mọi liên lạc rồi á, thì chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho bản thân của chúng ta. Bởi vì nếu như mà trong một khi chúng ta bị phản bội mà chúng ta cảm thấy đau đớn quá, có nghĩa là chúng ta cũng đã dành cho cái mối quan hệ đó quá nhiều sự quan tâm và tình cảm, đi đã lơ đi những mối quan hệ khác, những người bạn, gia đình luôn bên cạnh chúng ta.
đó, nên là mình hãy để dành thời gian đó cho chính bản thân của mình, cho những người mà thật sự yêu thương và xứng đáng với cái tình cảm của mình ấy. Mình phải làm sao đó để mà sau này tới lúc mà chúng ta vô tình gặp lại nhau trên đường đời, gặp lại cái người mà hồi đó đã dứt áo bỏ lại chúng ta mà ra đi với một người khác tốt hơn ấy, thì chúng ta vẫn có thể ngẩng cao đầu mà mỉm cười nói là hồi đó em không chọn tôi, bây giờ em đã hối hận chứ. Hoặc là chúng ta có thể gặp nhau mỉm cười và đi qua nhau một cách vui vẻ thôi, chứ thù hận là cái gì đâu. Chị nặng lòng mình thôi chứ nó đâu có ảnh hưởng gì tới ai đâu. Mình buồn, mình chán thì chỉ có những người thương yêu mình thật lòng như là ba mẹ mình á, thì họ mới cảm thấy đau lòng thôi. Còn đối phương người ta đã chọn phản bội mình rồi, thì nếu người ta sợ mình đau lòng, người ta đã không làm như vậy. Mình đoán á, thì các bạn đã ấn vào video này rồi, ít nhiều các bạn cũng đã từng trải qua cảm giác bị phản bội một lần rồi đúng không? Nên là có nhiều bạn á, thì hiện tại tình trạng của các bạn đang như vậy, có nhiều bạn đã vượt qua được rồi. Những lúc mà mình buồn như vậy á, thì các bạn nghe nhiều nó cũng chỉ làm cho mình đau lòng hơn thôi. Đứng dậy đi chạy bộ đi, hoặc là đi gia đình của mình đi, không thì bắt xe đi về với gia đình. Một cách nữa đó là làm thật nhiều. Chúng ta hãy dành toàn bộ thời gian cho công việc, để công việc chúng ta có thể tốt hơn, tương lai tốt hơn, thì chúng ta sẽ tìm được một người thích hợp hơn, tốt hơn cô gái ấy. Những điều mình nói trên đây thì nó cũng chỉ đơn giản là mình muốn chia sẻ với các bạn thôi, đó là ý kiến riêng của mình. Nên là nếu như các bạn thích video này thì nhớ like và subscribe cho kênh của mình. Nếu các bạn có ý kiến đóng góp nào đó thì cứ bình luận dưới đây để chúng ta hãy trao đổi được với nhau nhiều hơn nhé. Quên khoe. Mình gọt xuống dưới rồi. Bạn nhìn cái dưới này nè, đó, cái lỗ nó sẽ là như vậy. Mình sử dụng cái đồ mà lấy cái ruột dứa, chứ không phải là mình lấy da thịt dĩa thôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video này của mình. Nhớ like và subscribe để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn.